Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV 2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái thông tin nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa U20 Syria gặp U20 Indonesia. U20 Indonesia chính là đội chủ nhà của vòng chung kết U20 World Cup 2023 diễn ra vào tháng 5 nha quý vị. Và thật sự cái trận đấu này là một cái trận đấu nếu như Indonesia họ sẽ xách vali về nước sớm và chính là đội chủ nhà. Thật sự là nếu như vậy thì Indonesia họ rất là áp lực nha quý vị. Đấy, trận đấu giữa Syria và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối đêm nay ngày 4 tháng 3 năm 2023 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh FPT Play. Quý vị và các bạn cũng có thể vào cái kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này, hoặc giả là click vào đường link phía dưới phần mô tả này là sẽ xem được trực tiếp trận đấu này. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với những cái thông tin nhận định phân tích dự đoán trước cái trận đấu giữa Syria và Indonesia. Và bây giờ xin phép mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng vào cái thông tin nha. Indonesia là nước chủ nhà vòng chung kết U20 World Cup 2023. Vì vậy, nước này đã đầu tư cực mạnh cho cái đội bóng trẻ và hy vọng tạo ra ấn tượng tốt trước khi bước vào cái sân chơi thế giới. Nói thẳng ra là Indonesia không muốn mang tiếng dự World Cup vì là nước chủ nhà. Để phục vụ cho mưu đồ này, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã kéo hẳn huấn luyện viên tuyển quốc gia là ông Shin Tae-yong xuống tạm thời nắm bắt U20 Indonesia tại cái giải đấu và vòng chung kết U20 châu Á năm nay. Trên thực tế thì họ đã đứng đầu vòng loại và giành chiến thắng tất cả các cái trận đấu kể cả trước Việt Nam. Tuy nhiên bước vào vòng chung kết thì mọi thứ đã đảo chiều. Quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, họ đã tổ chức vòng loại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 tại đất nước Indonesia của họ. Và cái trận thắng Việt Nam đó là một cái trận đấu mà Việt Nam của chúng ta rất là áp lực khi mà bị chơi trên sân Indonesia. Quý vị, bạn biết là cái khán giả Indonesia họ như thế nào rồi ha. Đó. Và các cái cầu thủ trẻ của chúng ta đã không giữ được cái đầu lạnh. Và bây giờ từ cái trước khi bước vào vòng chung kết lần này, quý vị và các bạn thấy là chúng ta đã có hai trận giao hữu, chúng ta đã thắng Ả Rập Xê Út, một cái đội bóng đương kim vô địch của giải đấu này đó, và cái trận thứ hai thì chúng ta thua một cái câu lạc bộ, đó chính là những cái thử nghiệm đội hình của huấn luyện viên Hoàng Tuấn thôi. Nhưng mà khi mà bước vào chúng ta đã thắng luôn Úc đó. Bây giờ thì Indonesia họ đã lộ nguyên hình là một cái đội bóng không mạnh, họ chơi trên sân nhà thì họ mới thắng được chúng ta thôi. Quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy rồi, trận đấu đầu tiên họ đã thua một cái cách rất là cay đắng, và trận này nếu như mà họ thua trước Syria nữa thì họ sẽ về nước, và lúc đó thực lực của ai hơn ai là quý vị và các bạn biết rồi ha. Sau cái thời gian giấu nghề, U20 Việt Nam buông lùa và bón hành cho ứng cử viên vô địch là Úc ở cái trận mở màn với tỷ số là 1-0. Còn Indonesia thì sao? Họ thất bại 0-2 trước U20 Iraq, thật sự là không quá mạnh. Đó. Iraq thì cũng đánh giá ở trong cái giải đấu mà các cái đội cấp độ trẻ thì U20 Iraq họ không mạnh đâu. Họ đá vòng chung kết U20 châu Á năm 23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu, họ đã từng thua chúng ta mà. U23 luôn đấy. Các cái giải trẻ thì họ không quá mạnh, họ chỉ mạnh ở cấp độ đội tuyển thôi. Đây là một cái kết quả được đánh giá trước, nhưng việc bị ép sân và lép vế hoàn toàn trong cái trận đấu này cho thấy một sự thật rằng U20 Indonesia chưa thể hiện cần trình độ dự World Cup. Trong bối cảnh này, số phận đưa họ đến với U20 Syria. Trên lý thuyết, đội bóng này không thể mạnh hơn là U20 Iraq được. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là một cái kèo thơm cho Indonesia, vì U20 Syria cũng phải dốc sức để tìm một cái vé vào vòng sau khi thua ở cái trận đầu tiên. Nói cách khác thì giữa hai đội này, ai thua thì tự động xách vali về nước và không còn gì nữa để mà khóc với sầu nha quý vị. Đó, thì nói chung là chúng ta hãy cùng chờ đợi coi Indonesia họ thể hiện được gì trước Syria. Syria thì được đánh giá là không mạnh bằng Iraq, nhưng mà Syria vẫn là một cái đội bóng bản lĩnh và họ cũng rất là cần chiến thắng. Hai đội bóng này đã thua cái lượt trận đầu tiên. Nha quý vị. Cho nên là chúng ta hãy cùng xem thử là Indonesia họ làm được gì. Chúng ta cứ nghĩ là giới trẻ, cái lứa U20 này chính là lứa thế hệ vàng của Indonesia.
thế hệ vàng quý vị thấy rồi đó, đá giao hữu thì thua lia chia lên lia chia xuống, đá với lại trận đầu tiên với U20 Iraq, Iraq sau đó đánh giá mạnh bằng Úc được mà chúng ta thắng Úc, còn họ không thắng được Iraq, họ thua 2-0 và họ thi đấu lép vế hoàn toàn, thì chúng ta biết là trình độ của chúng ta như thế nào. Quý vị và các bạn sau cái vòng loại á, thấy chúng ta thua Indonesia, chúng ta cứ nói, có rất là nhiều khán giả nói là Indonesia bây giờ thế hệ này là Indonesia họ hơn chắc chúng ta không, tại vì họ thi đấu trên sân nhà, chúng ta thua ngay trên sân nhà của họ. Các cái cầu thủ trẻ thường thường họ bị một cái tâm lý rất là lớn, áp lực từ khán đài đó. Thì quý vị thấy rồi là Indonesia trong cái thời gian vừa rồi là lùm xùm về cái vụ mà khán giả bạo loạn đó, và dẫm đạp lên nhau làm qua đời một trăm mấy người đó, rất là nhiều, rất là khủng khiếp nha quý vị. Rồi tất cả các cái trận đấu mà diễn ra trên sân của họ, họ thắng thì không sao, mà họ thua thì ném những cái chai lọ rồi này tùm lum ta lá hết trơn á, nó không phải là một cái an ninh, nó không có được tốt. Cái trận đấu mà chúng ta qua gặp Indonesia mà thấy là cảnh sát mà họ dàn ra họ bảo vệ mà rất là nhiều lớp thì thấy là biết là như thế nào rồi ha. Về cái thông tin về lực lượng giữa U20 Indonesia và U20 Syria như sau: sức mạnh của U20 Indonesia đã suy giảm khi không có sự góp mặt của Marcelino Ferdina, tiền vệ sáng tạo đến từ Surabaya, không tham dự cái giải đấu lần này vì câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ này không chịu nhả người. Báo chí Indonesia đã có những sự phân tích về chuyện thay thế nhưng tất cả đều không thành công. Cả Ronaldo, cầu thủ được hy vọng và kỳ vọng rất là lớn nhưng nhận rất là nhiều sự chỉ trích khi chơi không hiệu quả và để thua 0-2 trước Iraq. Nhiều khả năng huấn luyện viên Peter Jones phải có sự điều chỉnh về nhân sự và đây cũng là nước cờ cuối để mà giúp Indonesia có được điểm số đầu tiên tại giải đấu và vớt vát được cái danh dự cho mình. Giới truyền thông xứ vạn đảo có sự quan ngại cho đội bóng chủ nhà vòng chung kết U20 World Cup sau trận mở màn đầy thất vọng. Thậm chí họ nghĩ đến viễn cảnh đội chủ nhà U20 World Cup 2023 sẽ phải về nước nếu thua U20 Series. Kịch bản này có thể xảy ra và thầy trò của Luân Viên Sư Dân hẳn không muốn cái điều này và về nước trong cái cơn mưa gạch đá. Chính vì thế họ phải cố gắng chiến đấu và mục tiêu đặt ra là 3 điểm trước U20 Series. Và tôi tin là U20 Indonesia họ sẽ thua luôn U20 Series cho con. Đó. Nói chung là cứ gọi là thế hệ vàng gì đâu mà cứ về sân nhà thì khán giả la ó sùm nhờ cái sân nhà rồi mới thắng được Việt Nam. Còn khi mà đi đấu giao hữu đi ra ngoài nước ngoài đó, đá bên Uzbekistan đó, rồi ai la ó nữa không? Cuối cùng thua trận đầu tiên rồi. Đó, và bây giờ xin phép được kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Dự đoán trận đấu này là 2-1. Bàn thắng nghiêng về Syria nha quý vị. Hai đội sẽ chơi tấn công và sẽ có nhiều bàn thắng đấy. Sẽ rượt đuổi tỷ số nhiều đấy. Họ sẽ không còn gì để mất và họ sẽ chơi tấn công để mà giành được một chiến thắng. Và tôi nghĩ rằng là 2-1 là cái tỷ số cuối cùng. 3 bàn thắng được chia cho hai đội. Đó. Thì xin kết thúc video tại đây. Nhớ đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã yêu mến ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chân trọng chào và hẹn gặp lại.